Mời các bạn cùng nghe chuyện Sau khi nám phụ phá sản tập 30. Toàn bộ sự việc giống như mây mù rơi xuống. Ân Vinh Lan tự mình lái xe tới. Ngày hôm sau còn phải đi làm, không thể ở lại thành phố Lô Thủy lâu ngày. Chấn chản sờ sờ túi, phát hiện mình có mang theo giấy phép lái xe. Để chống mệt mỏi khi lái xe, khi trở về chủ động đảm nhận trách nhiệm của tài xế. Ân Vinh Lan thắt dây an toàn đồng thời hỏi: "Chuyện đã đến nước này, tiếp theo em định làm gì?" Chấn chản liếc anh một cái, tỏ vẻ chỉ muốn nhanh chóng trở về nhà. "Vừa vặn em cũng nếm thử tư vị của thần ngủ." Có hai từ được phát âm rất nặng, hơn nữa ở giữa dừng lại một chút, mang theo chút hương vị câu người. Giật mình 2 giây, Ân Vinh Lan mới ý thức được cậu đang ám chỉ điều gì, lỗ tai phím hồng. Ở một số phương diện khác, Chấn chản chiếm được tiện nghi là ở trên đầu môi, còn lại là anh phải hành động. "Kỳ thật không tính là gạt người." Khi gặp đèn đỏ, Ân Vinh Lan chậm rãi mở miệng: "Chủ thần cũng là một loại thần." Chấn chản nghe xong cảm thấy buồn cười. Ngô tiên sinh thỉnh thoảng sẽ tự mình trào phúng, đánh giá thấp lực lượng đạo cụ trao đổi với hệ thống. Kỳ thực bản thân hắn làm sao không phải là xem nhẹ sức mạnh của đồng tiền. Đối xử với những người sống như NPC, tiền bạc giống như trò chơi kim tiền. Nhưng Ân Vinh Lan hết lần này đến lần khác dùng tài phú sáng tạo ra một tiểu thế giới khoa học viễn tưởng, còn ở trong đó phong thần cho mình. Nghĩ tới đây, Chấn chản nhịn không được nhíu mày. Những thao tác như vậy đến tột cùng làm như thế nào mà nghĩ ra được? Một tiếng thở dài hời hợt truyền đến tai Ân Vinh Lan. Y nghiêng mặt sang một bên nhìn cậu một cái nhưng không nói gì. Chấn chản còn đang cảm thấy may mắn, chấp pháp giả tham sống sợ chết, biết xúi giục một người dò xét tình huống trước tiên. Nếu mấy viên cầu kia hẹn nhau bay đi, bị đối đãi như những sinh vật kỳ diệu, điện giật đến ngất đi, giao cho viện khoa học xã hội, cậu cũng không biết có nên đi vớt hay không. Ân Vinh Lan chú ý tới biểu tình thay đổi của cậu, nhắc nhở: "Chuyên tâm lái xe." Tiếp thu đề nghị, Chấn chản định tâm, thu hồi tư duy hỗn loạn, tăng tốc độ di chuyển. Nghênh đón trở về là mấy tiếng chó sủa. Chấn chản cố ý đi qua sờ sờ đầu của nó, lúc này mới yên tĩnh. Ân Vinh Lan thì dừng xe đi vào phòng trước một bước, hai tay đặt trên đùi, quỳ củ ngồi ở bên giường. Trong nháy mắt vào phòng ngủ, Chấn chản có chút ngẩn người. "Anh đang làm gì vậy?" Ân Vinh Lan nhắc nhở. "Không phải nói muốn ngủ sao?" Các cặp vợ chồng chú ý đến tình cảm mãnh liệt, chẳng hạn như một cái ôm từ phía sau có thể làm cho trái tim đập nhanh hơn. Hiện giờ anh cứ ngồi ngay ngắn như vậy, giống như là binh lính muốn chấp hành nhiệm vụ, làm cho Chấn chản nhất thời không biết nên bắt đầu từ đâu. "Kỳ thật anh có thể hành vi phóng đãng một chút." Cố gắng truyền đạt ý nghĩa sâu sắc bằng cách sử dụng từ ngữ uyển chuyển hơn. Ân Vinh Lan như có điều suy nghĩ, cởi bỏ hai cái cúc áo, dùng ánh mắt hỏi như vậy có được không. Chấn chản không đánh giá, học theo bộ dáng của anh ngồi ngay ngắn. Hai bên nhìn nhau, Ân Vinh Lan trước nhịn không được cười lắc đầu. Đại khái hiểu được cảm nghĩ trong lòng đối phương. "Thông đồng với Lâm Trình Ngang khi nào?" Những cảnh xấu hổ cuối cùng đã phát triển thành trò chuyện dưới chăn bông. Ân Vinh Lan cười. "Trước khi cầu hôn, anh cung cấp một cách để tham khảo, hắn đồng ý giúp đỡ." "Cũng đủ lỗ vốn." Chấn chản hiếm đi thay Lâm Trình Ngang nói một câu. Đêm đó cậu ngủ không ngon, mơ mơ màng màng mở mắt nhìn thấy Ngô tiên sinh cầm một thanh đao nhọn nhỏ máu đứng ở đầu giường, vẻ mặt tàn nhẫn nói muốn đồng quy vô tận. Tố chất tâm lý của Chấn chản cũng đủ cường đại, không bị ác mộng đánh thức, ngược lại nhìn chằm chằm. Buồn ngủ cuối cùng đã thúc đẩy cậu nhắm mắt lại, nhưng thực tế là đã tỉnh. Dựa vào đầu giường ngồi một hồi, Ân Vinh Lan bởi vì tiếng động bị đánh thức, đứng dậy nhìn đồng hồ, mới 7 giờ. Chấn chản ngồi xuống giường kéo rèm cửa sổ chậm rãi nói. "Trò lừa đảo này có thể duy trì được bao lâu?" Ân Vinh Lan. "Nhiều nhất là thêm một tuần nữa." Dừng một chút nói. "Nếu em muốn đem chuyện này làm một lần và mãi mãi." Chấn chản một lần nữa nhấn mạnh. "Em chỉ muốn tống hắn ta vào tù, mà không phải thiên đàng." Ân Vinh Lan trước khi rửa mặt gật đầu. "Đừng quá để trong lòng, anh chỉ thuận miệng nói thôi." Chấn chản mỉm cười nhìn y bước ra khỏi cửa, ý cười biến mất. Hệ thống: "Một khi người mắc kẹt biết bị lừa, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng được."
Một người điên sẽ làm gì trong trạng thái tức giận? Không ai rõ ràng. Trần Trản còn đang ôm suy nghĩ. Hệ thống bỗng nhiên đưa ra một ý tưởng. Giả sử chấp pháp giả tin lời nói dối của Ân Vinh Lan, hắn mượn được đả lực, khả năng rất lớn xoán ngôi thành công quân lâm thiên hạ. Trần Trản không phát biểu ý kiến, không ai biết chuyện gì đã xảy ra. Nhưng nếu ngay từ đầu hệ thống cư trú trong cơ thể của Ân Vinh Lan, một người bạo lực, một người duy trì liên tục lừa dối, thiên hạ đại loạn chỉ còn trong tầm tay. Bị ảnh hưởng bởi cơn ác mộng, văn bản dần phát triển theo chiều hướng nghiêm trọng khi nó được cập nhật lại. Hầu hết các cái chết đều là điểm báo trước, bệnh tật hoặc tuyệt vọng của cuộc sống. Kể từ khi người đầu tiên bị thiêu rụi bởi lửa trời, quy luật này đã bị phá vỡ hoàn toàn. Chỉ trong một tháng, 5 công dân đi bộ trên đường phố, tự bốc cháy hoặc bị sét đánh. Giờ phút này chủ biệt thự nhìn sấm chớp không ngừng lập lòe trên bầu trời, trong lòng mơ hồ bất an. Âm thanh của dòng dọc đặc biệt nổi bật. Chủ biệt thự quay đầu lại, bạn cùng phòng xách vali xuất hiện. Muốn đi xa? Bạn cùng phòng. Chạy trốn. Chủ biệt thự đã sớm cảm thấy hắn đang nghịch ngợm. Bạn cùng phòng. Tôi đã đánh cắp một số thứ ở đây để mang đi. Nếu anh muốn sống, anh có thể tham gia với tôi. Chủ biệt thự đã kiểm tra rất kỹ, không có vật dụng gì có giá trị bị mất. Hắn đang cân nhắc có nên yêu cầu kiểm tra vali hay không. Đột nhiên ánh mắt rắn chặt vào quần áo của bạn cùng phòng. Không giống như áo sơ mi và quần tây thông thường. Đây là một trang phục tương đối rộng rãi, có chút giống như áo choàng đen, với chỉ vàng thêu các đường vân cong cong, thoạt nhìn giống như một ký tự tiếng Anh. NKSL. Sau khi Trần Trản gửi đi, tựa lưng vào ghế, bĩu môi lẩm bẩm. Nhắc nhở đúng chỗ, tận tình tận nghĩa. Khu vực bình luận đúng như cậu nghĩ, nhanh chóng có độc giả bình luận. NKSL bằng cậu mau trở về, một ngụm đường thật lớn. Bình luận này nhanh chóng được ủng hộ, chỉ cần đọc bài viết thì rất dễ nhận ra, coi như là nhắc nhở Ngô Tiến Sinh động não, mau chóng rời khỏi đảo nhỏ. Ngô Tiến Sinh bị lừa đi khai hoang, không có thời gian cũng không có điều kiện đọc văn bản, mà thị lực của cư dân mạng có lẽ không tốt lắm. Nhưng đều là mở thiên nhãn, có thể tự mình phỏng đoán ra chi tiết khác. Tóc Maria, quần áo rụng thùng thình, nhất định là đang mang thai. Triệu Tam Thành, trộm đi một thứ, lại khát vọng bị giữ lại, vì vậy mới dùng cậu mau trở về làm ám chỉ. Hứ, thượng đế trừng phạt thế giới, hắn lại chạy theo trái bóng, thật đáng thương. Trần Trản đặt tình trang bình luận, đường nét trên mặt dần dần cứng ngắc. Trình độ đọc hiểu gì vậy? Chỉ với một chiếc xẻng trong tay, Ngô Tiên Sinh đứng ở trên cao nhìn ra xa. Một cái rãnh màu xanh biếc dọc theo bờ biển, đem toàn bộ hòn đảo nhỏ chia thành hai phần. Chủ thần nói muốn làm giàu thì khai hoang, nói rõ chỗ hắn kém hơn Trần Trản chính là vĩnh viễn sẽ không làm đến nơi đến chốn. Cây cối trên đảo dập theo một khuôn khổ, trông giống như một cây gỗ sam. Trồng đủ 1000 gốc đào, ta hứa cho người một mảnh chốn hoa nguyên. Hắn đang hồi tưởng về cuộc gặp gỡ với chủ thần, mơ hồ cảm nhận được một số chi tiết không thích hợp lắm, cần phải tinh tế suy đoán lại thì đột nhiên bị cắt đứt. Ký chủ! Thanh âm nhạt nhẽo từ sâu trong linh hồn truyền đến. Ngô Tiên Sinh trầm mặc một lúc rồi mỉm cười hạnh phúc. Cuối cùng người đã thức dậy. Từ khi hệ thống rơi vào thời kỳ ngủ đông, hắn bị Trần Trản chấn áp khắp nơi. Hệ thống! Trung tâm mua sắm đã mở cửa hoàn toàn. Phát hiện giá trị tẩy trắng còn lại 10.351, có đổi đạo cụ không? Trước mặt có 4-5 cây hố mết đào, Ngô Tiên Sinh chống tay vào một cái xẻng, híp mắt. Trước tiên lấy một cái máy xúc. Hệ thống, 3 chấm. Thời gian ngủ đông không có nghĩa là nhân sự không biết. Thời gian ngủ đông của hệ thống là để bổ sung số hiệu, tư liệu tổng bộ bị Ân Vinh Lan giả mạo khiến nó suýt nữa sụp đổ. Trong quá trình tái tạo số hiệu, các kịch bản trong quá khứ sẽ tiếp tục xuất hiện trở lại. Hệ thống ôn lại những năm Ngô Tiên Sinh iPhone một cõi, đồng thời chứng kiến lòng dạ độc ác của hắn, coi mạng người như cỏ rác. Hệ thống. Đạo cụ thuận tiện nhất để xử lý xác chết là nước hóa xương. Ngô Tiên Sinh khăng khăng đào hố. Ta phải trồng cây. Ngô Tiên Sinh không có hứng thú nhắc lại, trong lời nói ngược lại nhắc tới chủ thần. Hệ thống. Ký chủ có bị cắt bỏ chất xám ở thủy não trước hay không? Hơn nữa nói thẳng ra, hình dung hắn từ bệnh tâm thần
biến thành người bình thường. Câu hỏi này đối với Ngô tiên sinh mà nói cũng không phải là ca ngợi, mà là thập phần trầm trọng. Lấy người làm gương, ít nhất có thể biết mình là đức hạnh gì. Ngô tiên sinh trước kia bất chi bất giác coi Trần Trản trở thành vật tham chiếu. Hiện tại lại đối chiếu hệ thống, từ đó nhìn thấy hoang đường. Giả sử chủ thần tồn tại, bản thân nó có nghĩa là tối cao. Làm thế nào nó có thể phát hành nhiệm vụ ấu trĩ như vậy? Đứng yên tại chỗ vài giây, giọng nói như bị bóp nghẹt lại trong cổ họng. Trần Trản! Ngày đó hắn rời khỏi nhà, không phải ngẫu nhiên mà gặp được đối phương. Ngẫm kỹ ngay từ đầu đã là một cái bẫy, chỉ chờ hắn tự chui đầu vào lưới. Tay cầm sành dùng sức quá mức, gỗ mơ hồ có dấu hiệu nứt ra. Sự lạnh lùng trong mắt Ngô tiên sinh là sự kết hợp của đất lạnh và cứng. Nhiều lần đùa giỡn với hắn, chắc hẳn Trần Trản giờ phút này đang tràn đầy hứng thú nhìn mình chê cười. Từ oan uổng giống như là được thiết kế riêng cho Trần Trản. Cậu làm sao có thể nghĩ đến Ngô tiên sinh tự động lọc ra thủ phạm, trực tiếp đem khoản nợ này ghi lung tung một lần. Các sự cố bất ngờ gần đây thường xuyên xảy ra. Khi Trần Trản khuyên Ngô tiên sinh trở về, thế nhưng lại nhận được điện thoại từ Lâm Trí Nga. Cuốn sách mới rất thú vị. Không hiểu nó có thâm ý gì, Trần Trản sửa sang lại dàn ý, tùy ý ừ một tiếng. Tránh xa lạc lối là một chuyện tốt. Giọng Lâm Chí Ngang dừng lại một chút, lại nói. Tốt cho cả hai bên. Trần Trản hiểu được. Nhớ lại hắn bị Ân Vinh Lan lừa gạt tài lực, không lấy được gì tốt, liền thay đổi thái độ lấy lệ. Cậu trở nên hòa hoãn, rất nghiêm túc đảm bảo. Anh sẽ không xuất hiện trong cuốn sách mới. Dứt lời. Trong vài giây, bên kia không có tiếng nào truyền đến. Rất tốt. Hai chữ nhạt nhẽo nói ra miệng, cô gọi đột nhiên dừng lại. Trần Trản trầm tư vài giây. Lâm Trình Ngang sẽ không vô duyên vô cớ gọi điện thoại. Mục đích là muốn truyền đạt cái gì? Suy tư không có kết quả, nhìn dàn ý của cuốn truyện mới nhướng mày. Đứa nhỏ này tựa hồ không hợp với bát tự của mình. Tác phẩm vừa được công bố, mọi người xung quanh đều phát triển theo một hướng lệch lạc. Cậu bỗng nhiên muốn biết Ân Vinh Lan hiện tại đang làm gì. Người bên gối đang vung tiền. Ân Vinh Lan sai người thuê mấy sinh viên khoa mỹ thuật vẽ một ít đồ họa với Trần Trản, ý đồ khiến quần chúng phải chính thức dập đầu vị xê này. Tưởng các trên đen đuổi, lại chơi cầm tù một biệt thự của người có tiền, cấm anh đuổi theo em chạy trốn. Ai biết chính là tìm vài người quản lý bài viết, vẽ chút bức tranh, viết về fan. Chà, một nền văn minh hài hòa, bạn, tôi và anh ấy. Ân Vinh Lan liếc sang, nhìn ra ánh sáng kỳ lạ trong mắt cấp dưới, mở miệng nói. Phương pháp chút giận cấp thấp nhất là lãng phí mạng người, phớt lờ luật pháp. Bị nhìn thấy không hiểu sao chột dạ, cấp dưới lập tức cúi đầu, che giấu động tác hít thở không khí lạnh, thử thăm dò hỏi. Nếu như đó là ngài, phải làm như thế nào? Ân Vinh Lan, học tập trí tuệ của người xưa, nuôi dưỡng một số một khách, dẫn dắt quần chúng xây dựng thẩm mỹ bình thường. Tính thẩm mỹ trong miệng anh tương đương với việc ăn thịt một quan chức. Nói xong, Ân Vinh Lan lên mạng tìm kiếm một vòng. Không có gì bất ngờ phát hiện số lượng người theo dõi của mình và Trần Trản đã tăng lên rất nhiều. Văn bản lạnh như băng, nhưng với hình ảnh chất lượng cao và video đã qua cắt nối chỉnh sửa, tình hình là hoàn toàn khác nhau. Cấp dưới thực hiện một trong những quy tắc ngầm của nhân viên, không để lộ dấu vết lấy lòng nịnh nọt. Cao kiến. Ân Vinh Lan khẽ động ghế xoay một chút, hướng về phía hắn hỏi. Có biết biện pháp này chỗ nào tốt nhất không? Cấp dưới suy nghĩ một chút, lắc đầu tỏ vẻ không rõ ràng lắm. Ân Vinh Lan thản nhiên nói. Thỏa mãn dục vọng cá nhân, đồng thời chú ý đến tỷ lệ việc làm, kéo theo tăng trưởng GDP. Một sự im lặng đến ngột ngạt bao trùm khắp không gian nhỏ bé. Khóe miệng cấp dưới không kiềm chế được co giật. Biểu tình lừa đãng này bị Ân Vinh Lan thu lại khi ngước mắt lên. Cậu muốn biểu đạt cái gì? Hô hấp của cấp dưới có chút hụt hẫng vì căng thẳng, nhưng trước tiên kiên định lắc đầu, trong lòng nghĩ đến. Hai chữ hắc hóa thật sự là hoàn toàn bị ông chủ vũ nhục. Biểu tượng cảm xúc là một trong những phát minh vĩ đại, và cùng một biểu tượng cảm xúc có thể giải thích một loạt các ý nghĩa khác nhau. Trần Trản từ sau khi nhận được biểu tượng con dao nhuốm máu, bắt đầu cân nhắc thầm ý. Ân Vinh Lan khi trở về nhìn thấy cảnh cậu chìm sâu vào màn hình điện thoại di động. Đang suy nghĩ cái gì thế? Áo khoác y còn chưa kịp tháo, đã vươn tay thăm dò trán cậu, xác định không phải là thân thể khó chịu.
Trần Trản đem biểu tượng cảm xúc của Ngô Tiên Sinh hiện ra trước mặt Ân Vinh Lan. Ý gì đây? Thủ phạm đầu sỏ ít nhiều có thể đọc được. Có lẽ là mối đe dọa. Trần Trản không hiểu rõ, ngây thơ như thế, không giống như bút tích của Ngô Tiên Sinh. Ân Vinh Lan ngồi xuống bên cạnh cậu. Trên mạng nói mang bóng chạy, anh đều nhìn thấy. Không đợi Trần Trản tiếp lời, lại nói. Thái phụ ngốc nghếch 3 năm, em coi như hắn ngốc đi. Ba chấm. Nói đến phần này, Trần Trản cũng không để ý như vậy nữa, ngược lại nhắc tới bất hạnh gần đây mập lên mấy cân. Ân Vinh Lan nhìn lướt qua cậu một cái, dáng người cân đối, kỳ thật nhìn không rõ, mặt hơi tròn trịa một chút, ngược lại lộ ra chút trẻ con. Không phải là chuyện gì lớn. Trần Trản đứng trước gương. Em mập cũng không sao, có thể làm cho xương và thịt trở nên quý hơn. Ân Vinh Lan thử phiên dịch một chút, chẳng qua là biểu lộ rõ muốn đề cao giá trị bản thân, không biết vì sao lại nói khủng bố như vậy. Nhìn người phía sau mình qua gương, Trần Trản dùng ánh mắt truyền ra ý niệm gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Ân Vinh Lan cho rằng kế tiếp phải đối mặt với một thanh niên điên cuồng chăm chỉ gõ chữ. Ai ngờ cậu lại trực tiếp khép máy tính lại, đi đến phòng bên cạnh, bắt đầu gọi điện thoại. Thời gian nói chuyện rất dài, một bát mì ăn xong lại cắt một mâm trái cây, Trần Trản cũng không đi ra. Bật tivi lên, ánh mắt Ân Vinh Lan thỉnh thoảng lưu luyến trên đồng hồ treo tường. Ước chừng nửa giờ, Trần Trản mới cầm điện thoại di động chậm rãi đi ra khỏi phòng. Đầu vào bả vai kẹp một quyển sổ nhỏ, tựa vào tường vừa cố sức vừa nghe điện thoại, vừa làm tốc ký. Thỉnh thoảng thì thào một câu. Thì ra là như thế. Đợi đến khi cúp điện thoại, Ân Vinh Lan nhìn sang, dường như lờ đãng nói. Bạn mới à? Trần Trản lắc đầu nhấn mạnh. Bạn bè chung. Bà chữ Lâm Trì Ngang không tự chủ được liền hiện lên trong đầu. Ân Vinh Lan khẽ nhíu mày. Hắn chiếm cứ cuộc sống của chúng ta quá nhiều thời gian. Trần Trản. Anh cụ thể một chút đi. Số lần em nhắc tới Lâm Trì Ngang rất nhiều. Trần Trản suy nghĩ một chút. Em cũng là một đề tài hai vợ chồng bọn họ không thể dây dưa. Anh không chịu thiệt đâu. Bà chấm. Ân Vinh Lan trầm mặc vài giây, không hiểu cậu đã nghĩ ra phương thức này như thế nào. Mới vừa rồi, người Trần Trản nói chuyện đúng là Lâm Trì Ngang. Nghiêm túc hỏi giả sử thế giới không có luật pháp, hắn sẽ đối phó với chính mình như thế nào. Lâm Trì Ngang quả thật không làm người ta thất vọng, vừa mới há mồm ra, lục tục nói hơn 10 loại phương pháp kích thích. Trong từng dòng chữ giống như tản đi một cỗ ất khí, nói đến cuối cùng, ngữ khí càng ngày càng thả lỏng, giống như khinh khí cầu trôi nổi trên bầu trời. Trần Trản lại gọi cho đám người Đàm Thường Minh và Trương Thành Công. Phương án bọn họ đưa ra tuy rằng không tỉ mỉ như Lâm Trì Nga, nhưng vẫn cảm nhận về bức tranh tốt hơn. Ban đêm, Ân Vinh Lan bật đèn ngủ đọc sách, người yêu ở bên kia la liệt sửa sang lại. Anh thật sự không nhịn được lòng hiếu kỳ, nghiêng đầu dựa vào. Sau khi thấy rõ 66 phương pháp giết chết Trần Trản trong sổ tay, sắc mặt khẽ biến. Chuyện sống chết không được đùa giỡn. Y hiếm khi trong quá trình ở chung nói giọng nghiêm túc. Trần Trản, không phải là một trò đùa, mà là phát triển các trò chơi. Không đợi anh phát biểu ý kiến, cậu tự mình sắp xếp nói. Xã hội hiện đại không thiếu nhất chính là áp lực, làm thế nào để giảm căng thẳng là rất quan trọng. Ân Vinh Lan mơ hồ bắt đầu đau đầu, lại không thể không khép lại sách, nhẫn nại nghe tiếp. Trần Trản, anh cảm thấy sẽ có người ghét em sao? Ân Vinh Lan chần chừ trong chớp mắt. Có lẽ. Nói thật đi. Vô số. Trần Trản gật đầu. Để giải phóng áp lực, rất nhiều người bắt đầu trả thù xã hội để làm những điều không thể xoay chuyển. Vì vậy em đã sẵn sàng để tạo ra một trò chơi giảm căng thẳng. Nhìn chằm chằm vào hàng chục phương án được liệt kê trên quyển sổ nhỏ, có chút kiêu ngạo. Chỉ cần người chơi mua đạo cụ, có thể tận tình tra tấn đánh chết hình tượng mô phỏng của em trong trò chơi. Ân Vinh Lan trầm mặc vài giây, xuống giường đi vào trong hộp thuốc gia đình lấy nhiệt kế ra. Ban ngày dùng tay đo khả năng không chuẩn, xem ra là thật sự bị bệnh. Trần Trản từ chối đo nhiệt độ, nói rằng đây là kết quả của sự cân nhắc kỹ lưỡng. Trò chơi ra mắt năm ngoái ngày càng ít tải xuống, không mang lại nhiều lợi nhuận. Mà bản thân cậu có kinh nghiệm làm trò chơi cùng đối tượng hợp tác cố định, một khi triển khai làm ít công to. Ân Vinh Lan thở dài nói.
Cho nên em hướng người ngày xưa từng có thù án thu thập ý tưởng. Trần Trản híp mắt cười cười. Chỉ là một bảng câu hỏi điều tra. Nói một cách tượng trưng, hãy hỏi những người đó có bao nhiêu hận thù đối với mình, có chán ghét đến mức muốn tự mình động thủ hay không, và họ có thể hành động như thế nào. Ánh mắt Ân Vinh Lan nham hiểm, chỉ thẳng vào cốt lõi. Học hỏi ý tưởng của người khác, hoàn thiện trò chơi. Đợi đến khi trò chơi ra mắt, nhóm người chơi đầu tiên của nó nói không chừng vẫn là những người này. Con cháu nhà giàu bản thân không thiếu tiền, có thể trong trò chơi mở ra hoài bão, tại sao lại không làm? Trần Trản rất nghiêm túc nói. Bọn họ đạt được khoái cảm khi giết em trong không gian thứ hai, mà em lại chiếm được tiền bạc, chẳng phải là vẹn cả đôi đường sao? Giết lời, chỉ vài phút sau, hô hấp giống như ngừng trệ, kim châm rơi tĩnh lặng trong phòng ngủ có thể nghe thấy. Một lúc lâu sau, Ân Vinh Lan cẩn thận quan sát biểu tình của Trần Trản, xác định trong mắt đối phương nhìn thấy một loại cảm xúc chân thành nào đó, không khỏi thở dài nói. Nếu như mấy năm trước em ra ngoài làm ăn, có lẽ sẽ không có chuyện gì với anh. Từ một lực hành động giống như là được thiết kế riêng cho Trần Trản. Ngày hôm sau tỉnh lại, việc đầu tiên là liên hệ với nhà thiết kế trò chơi từng hợp tác trước đây. Cậu yêu cầu hình ảnh tốt, đặc biệt là trong các phần âm thanh và hiệu ứng đặc biệt. Nhưng hình ảnh không thể quá đẫm máu và tàn bạo, dễ dàng bị cấm. Bây giờ không giống ngày xưa, giá cả Trần Trản có thể đưa ra cũng tăng lên gấp mấy lần. Nhận được một mức giá đủ thỏa đáng, bên kia hứa hẹn vào cuối tháng sẽ đưa ra thiết kế sơ bộ. Nhà thiết kế cũng là tận chức tận trách, đầu tiên dùng 4 ngày làm ra một tấm hình tuyên truyền, thuận tiện quảng cáo trước. Trong phim tuyên truyền, hình tượng nhân vật phản diện bắt chước Trần Trản chết theo nhiều cách khác nhau, hài hước vô cùng. Người xem không hiểu sao lại hả giận. Khi cậu đưa video lên Weibo, hầu hết cư dân mạng đều có điểm tương đồng. Nhìn 3 lần, không hiểu sao cảm thấy rất sảng khoái. Không gạt các vị, cảm giác tâm linh được thanh lọc. Là một fan hâm mộ, trầm mê giá trị nhan sắc, sảng khoái cũng thật sự sảng khoái. Trong khoảng thời gian tập trung vào sự nghiệp của mình, cho dù là chấp pháp giả hay là Ngô tiên sinh, số lần xuất hiện trong đầu chỉ đếm trên đầu ngón tay. Trần Trản dường như trở về ngày xưa, không có ngoại lực không thể đoán trước, dùng phấn đấu để đạt được mục tiêu cuộc sống. Mọi thứ không như mong muốn, hôm nay cậu hẹn nhà thiết kế trò chơi kiểm tra thành phẩm tại quán cà phê. Sau khi thử chơi một lần, cậu khá hài lòng với phong cách vẽ. Tiếp cận phong cách kinh dị dễ thương, giống như là nam nhân không mặt mũi, thoạt nhìn có chút khủng bố, lâu còn có thể phẩm ra sự ấm áp. Nhà thiết kế, nếu anh có ý kiến gì, có thể hỏi bất cứ lúc nào. Vẻ mặt Trần Trản nghiêm túc. Hình ảnh cuối cùng bị một phát bắn vỡ đầu, có thể làm cho hắn nhắm mắt lại không? Cảnh chết không nhắm mắt khiến người ta xót xa. Nhà thiết kế hỏi ngược lại. Tất cả đều nổ đầu, làm thế nào để nhắm mắt? Trần Trản mím môi, uống một ngụm nước trái cây. Cũng đúng. Dương mắt đột nhiên nhìn thấy người ở bàn bên cạnh, hai bên cách nhau một hành lang. Ngô tiên sinh không biết đã nhìn chằm chằm cậu bao lâu. Hai trong mắt giống nhau, cũng là giếng cổ phủ đầy bụi bặm không hề dao động. Trần Trản không khỏi nhíu mày, trên người đối phương tựa hồ đã xảy ra biến hóa không ai biết. Ngô tiên sinh không chủ động đáp lời, ăn xong điểm tâm trong đĩa thong dong rời đi. Trần Trản thu hồi ánh mắt. Có ý tưởng tôi sẽ liên lạc lại với cậu. Nhà thiết kế gật đầu và mang theo máy tính xách tay của họ rời đi. Trần Trản, đi theo hắn. Hệ thống, nhà thiết kế hay người bị mắc kẹt? Trần Trản bất đắc dĩ, đương nhiên là người thứ hai. Hệ thống đi nhanh, trở lại cũng nhanh. Trong thời gian thanh toán, nó xuất hiện một lần nữa, mang lại một tin tức không quá tốt. Hệ thống của người bị mắc kẹt đã thức dậy. Trần Trản quét mã xong, không biết là bởi vì hóa đơn đắt tiền nên nhíu mày hay là vì tin tức. Người kia đâu? Hệ thống, cho chim bồ câu ăn bên đài phun nước trong công viên. Công viên rừng rậm chỉ cách đây một con đường. Trong khoảng thời gian này có không ít người. Trần Trản hạ thấp vành mũ, vội vàng đi về phía trước. Một đám trẻ con đang rượt đuổi và chơi đùa quanh đài phun nước. Nhìn xung quanh thì thấy đằng xa có người đang ngồi thẫn thờ trên chiếc ghế dài. Đánh giá từ hình dáng cơ thể của hắn, hẳn là người cậu muốn gặp. Đêm nay, ánh hào quang vô cùng ấm áp. Trần Trản ngồi xuống bên kia.
Hai bên giống như là tượng đá canh giữ, không quấy nhiễu lẫn nhau, sừng sững ở hai bên. Trần Trản chủ động phá vỡ phần yên tĩnh này, cố ý thăm dò nói. Đáp án khiêu vũ với quỷ đã nghĩ ra chưa? Ánh sáng trong mắt Ngô tiên sinh mơ hồ thay đổi, nhất thời trầm giọng nói. Đó chẳng qua là cạm bẫy cậu dùng để lừa gạt ta. Nói xong hắn nghiêng đầu. Trí nhớ của cậu hẳn đã sớm khôi phục. Mất không ít tâm lực mới kéo thấp chỉ số thông minh của đối phương. Mắt thấy nó khôi phục bình thường, Trần Trản cân nhắc có phải đổi thuốc đặc hiệu tăng cường chính lực hay không. Ngô tiên sinh không để ý tới phỏng đoán này. Cưỡng ép khuất phục trí thông minh lại tiến hành phản công giết người. Loại thủ đoạn này rất dễ dùng. Dừng lại một chút, đột nhiên cười nói. Bất quá, muốn hóa giải cũng không phải việc khó. Khí chất quanh thân khác biệt rất nhiều so với trước kia, thậm chí còn bình tĩnh hơn khi Trần Trản lần đầu gặp hắn. Nhìn nơi đó kìa. Ngô tiên sinh mỉm cười, nhìn một cặp cha mẹ ở phía xa. Người lớn đang giáo huấn cậu bé không vâng lời. Bao nhiêu tuổi rồi, em trai của con còn hiểu chuyện hơn con. Sau khi xem đoạn bộ phim truyền hình đơn vị gia đình này, mới một lần nữa từ từ mở miệng. Tôi thấy một câu nói thú vị trên Internet. Ý nghĩa của việc sinh con thứ hai là gì? Trần Trản a lên một tiếng, nhướng mày nói. Ông muốn sinh con, đem cừu hận kéo dài đến thế hệ kế tiếp. Không đợi trả lời, cậu lẩm bẩm. Ngược lại khả thi, ta sẽ không có hậu duệ. Vì vậy, khi hắn trưởng thành, tôi đã già và suy giảm trí tuệ, có thể bị treo lên đánh. Nghe vậy, sắc mặt Ngô tiên sinh rốt cục có biến hóa. Đáng tiếc cố tức giận này chưa từng thăng hoa, bỗng nhiên lại giảm xuống điểm đóng băng. Hơn nữa trong ánh mắt hơi kinh ngạc của Trần Trản, hắn bình tĩnh trở lại với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Sau vài hơi thở, Trần Trản lộ ra vẻ mặt kinh ngạc chưa từng có. Ông không phải là... Ngô tiên sinh mỉm cười. Với sự giúp đỡ của hệ thống, tôi đã phát triển thành công 7 nhân cách. Trong lúc nói chuyện, phảng phất vạn sự đều nắm ở trong tay. Cậu cứ việc suy giảm trí tuệ, một nhân cách bị hủy để cho nhân cách tiếp theo xuất chiến là được. Ba chấm. Đây là bao nhiêu cừu hận mới có thể như thế? Hệ thống. Lúc trước những đồng liêu của tôi đều có được phần thông minh này, cũng sẽ không bị ký chủ ép đến nghỉ hưu, chuyển nghề. Chậc chậc. Gió đêm lướt qua má, Trần Trản hơi ngẩng mặt lên, ngửi được một ít mùi vị của bùn đất. Hai người, hai hệ thống, ai cũng không mở miệng nữa. Không biết đã qua bao lâu, đứa nhỏ bên đài phun nước được cha mẹ nắm tay dẫn về nhà. Trần Trản chậm rãi mở miệng. Từ xưa, làm phân liệt cũng sẽ không có kết thúc tốt đẹp gì. Câu nói này là thành khẩn, Ngô tiên sinh muốn trở về. Ánh mắt lại yên lặng, nháy mắt lại là bộ dáng không gợn sóng. Nó thực sự chính xác. Sau khi xác nhận sự việc, Trần Trản đứng lên, vỗ vỗ bụi bặm phía sau, lưu lại một câu tự giải quyết cho tốt. Trước cuối tháng, Trần Trản dành toàn bộ thời gian cho trò chơi, còn phải tìm kênh quảng bá một lần nữa. Đợi đến đêm trước khi trò chơi chính thức ra mắt, cậu bảo Ân Vinh Lan chơi thử, hỏi ý kiến. Cảm giác thế nào? Người đàn ông nhỏ bé trên màn hình run rẩy đi về phía trước vài bước, đán lật ghế bị treo cổ. Hai tay không tự nhiên buông xuống hai bên, ánh mắt lại trợn tròn, cứ như vậy nhìn chằm chằm anh. Ân Vinh Lan mím môi mỏng. Cũng không tồi. Trần Trản nhíu mày. Phát biểu chính xác một chút. Ân Vinh Lan bật cười. Quan hệ giữa anh và em là quan hệ như thế nào? Nhìn thấy mô phỏng nhân vật phản diện tử vong, anh làm sao có thể vui vẻ? Vừa dứt lời, kẻ xấu treo trên quạt điện đột nhiên tung người nhảy lên, phớt lờ trọng lực của Newton, lật nghiêng dạng thẳng chân lên không trung. Ân Vinh Lan trơ mắt nhìn thất khiếu giáp người qua đường mình khống chế bị đạp chém máu, chết tại chỗ. Ba chấm. Trần Trản giải thích. Bởi vì anh không nạp tiền. Ân Vinh Lan chỉ vào nhân vật phản diện đang nhảy sống lại. Nó không phải đã chết sao? Trần Trản. Phương pháp bình thường giết chết kẻ ác có 70% khả năng xác chết vùng dậy. Theo lời nói của cậu, Ân Vinh Lan mới nhìn thấy trên đầu tiểu nhân có một thanh tiến trình màu xanh lá cây, biểu hiện ra giá trị oán niệm. Hiện giờ đã đầy đủ, không khỏi nhíu mày. Làm như vậy sẽ không sợ bị người chơi khiếu nại à? Liên quan đến hoạt động tư bản, khó tránh khỏi bị mắng. Trần Trản duy trì trạng thái bình tĩnh, thuận tiện đưa tay chọc vài cái trên màn hình, bật ra một cửa sổ trung tâm thương mại. Chỉ cần trả tiền,
còn có thể mở khóa hình tượng nhân vật các loại, trang phục nghiêu lang phóng đãng, trang phục hoa khôi quyến rũ, bông hoa tiểu bạch bơ vơ, vân vân. Ân Vĩnh Lan không khỏi liếc mắt nhìn Trầm Trản một cái, thay mặt cậu ăn mặc hiệu quả, không hiểu sao lại mang theo cảm giác. Chờ Trầm Trản cảm thấy buồn ngủ, sau khi xoay người ngủ, cổ họng Ân Vĩnh Lan khẽ động, yên lặng tính 100 tệ. Y tạm thời không đề cập ở đây. Hôm sau Trần Trản lại đi tìm vài người bình thường bên cạnh, Trương Thành Công. Người thứ hai đưa ra rất nhiều đề xuất khả thi sau khi chơi thử. Hết thảy cậu đều tiếp nhận, trao đổi với nhà thiết kế để sửa đổi. Vào ngày cuối cùng của tháng, trò chơi chính thức ra mắt. Trần Trản đồng bộ cập nhật liên kết tải xuống trên Weibo, đồng thời sử dụng các hoạt động như xổ số chuyển tiếp để kích thích sự quan tâm của nhiều cư dân mạng. Fan của cậu không ít, không phải ai cũng thích chơi game, nhưng vì thần tượng mà đi dạo một vòng cũng không sao. Các trò chơi giải nén thường là dễ dàng tích lũy người hâm mộ trong giai đoạn đầu và dần dần rớt giá ở giữa và cuối. Ít nhất cho đến nay, số lượng game thủ đã tăng vọt. Không thể không nói, lại cảm giác đánh chết Trần Trản này thật sự là làm cho người ta tâm thần sung sướng còn hơn bất tử. Cao hứng đến điểm sắp sôi trào, cư dân mạng nhanh chóng phát hiện, bị lừa rồi. Nếu bạn dùng gối làm ngạt thở, kẻ phản diện sẽ nhổ lông của bạn. Một chén thuốc xuống bụng, tiểu nhân sẽ biến dị thành hoa ăn thịt người. Há miệng to một ngụm nuốt đầu người vào. Quá trình này vô cùng tàn bạo. Đương nhiên, cũng có người chơi có thể thật sự đánh chết kẻ phản diện. Số lượng không đáng kể. Lại thời điểm này, đạo cụ bắt đầu tiến vào tầm nhìn, làm cho người ta phẫn nộ lại là dùng phương thức xoay vòng. Tuy nói đồ vật phía trên đều có thể dẫn đến tử vong, nhưng mỗi thứ đều làm cho người ta cảm giác sảng khoái khác nhau. Hiện nay được hoan nghênh nhất là một cái roi bạc, có nó có thể quất chết xác chết kẻ phản diện vùng dậy. Nơi hoàn mỹ nhất nằm ở chỗ chính là có thể lựa chọn số lần. Một lần quất chết hoặc mấy trăm roi điên cuồng quất, tất cả đều dựa vào bạn can tâm tình nguyện. Trần Trản làm chút chuyện của con người đi, nếu không làm được, cậu có thể huy động vốn từ cộng đồng. Đứa nhỏ này phải nghèo thành cái dạng gì mới có thể kiếm tiền trên chi tiết mù mờ như vậy? Xoay 10 lần liên tiếp, 5 lần chủy thủ, 5 lần phay đao, tôi khô máu luôn. Tiếng nghi ngờ xuất hiện liên tục, Trần Trản vì chứng minh vấn đề xác suất, tự mình mở livestream. Có cư dân mạng cho rằng xác suất rút roi bạc quá thấp, ở đây tôi phản đối. Màn đạn xoáy một nước ngồi chờ lật xe, Trần Trản chấn định thong dong, trước mặt nạp 500 nhân dân tệ. Giá bắp cải mỗi một lần rút chỉ bằng 1 tệ. Đạo cụ có thể dùng 10 lần. Bản đồ rất nhiều. Hơn nữa các nhánh câu chuyện khác nhau ước chừng có 30 loại. Điểm này xem như tương đối lương tâm, cho nên vẫn chưa bị quân chúng công kích. Vua của chó đất. Bủn xỉn quá. Có thể rút ra chính là sống gặp quỷ. Màn đạn trào phúng, Trần Trản mỉm cười nhấn nút chuyển động. Bàn xoay lớn ao ao một cái liền bắt đầu xoay tròn. Nó chậm rãi dừng lại như xích đu, vững vàng ngoan đồng dừng ở không gian in một cây roi bạc. Thì ra một lần là đủ rồi. Trần Trản hơi lo lắng. Sáng tỏ đại dương 4 nhân dân tệ của tôi. Màn hình nổ lớn, dấu chấm hỏi cùng một dòng nước chiếm toàn bộ màn hình. Trần Trản, chứng minh hoàn tất. Vừa dứt lời, rời khỏi livestream, hình ảnh đột nhiên dừng lại. Cổ họng khô khốc, xoay người chuẩn bị rót một ly nước. Một chiếc cốc lớn đưa tới trước mặt một bước. Cảm ơn. Nhiệt độ nước vừa phải, cổ họng trong nháy mắt trở nên thoải mái hơn rất nhiều. Trần Trản buông cốc xuống mới chú ý tới sắc mặt Ân Vĩnh Lan có chút kỳ quái. Làm sao vậy? Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Ân Vĩnh Lan đều cho rằng đoạn rút hám trúng thưởng vừa rồi là bản đồ thành phố P. Cứ như vậy xác định có thể rút được. Trần Trản nói ra sự thật. Vốn đã chuẩn bị đi ngược lại, giải trí cho khán giả theo phương thức mà không bao giờ làm được. Thế nhưng trời không chiều lòng người, vừa rút một cái liền trúng. Vừa nói lại điểm liên tục 3 lần, nếu dùng rút thẻ để so sánh, ước chừng mỗi lần đều là cấp SSR. Còn có một cơ hội cuối cùng, đầu ngón tay dừng lại giữa không trung, đem điện thoại di động giao cho Ân Vĩnh Lan. Anh đến đây. Ân Vĩnh Lan không hề giả tạo chút nào, chọc một nút, không có gì bất ngờ bị kẹt chết trên truy thủ không sáng tạo nhất. Trần Trản nhịn không được nghĩ vận khí của ngày này bình thường đều dùng ở đâu. Ân Vĩnh Lan dùng một câu nói vừa quê mùa vừa chân thành. Gặp được em. Trần Trản lắc đầu, tìm kiếm chân tướng sự thật.
Chúng ta ở cùng một chỗ, em là may mắn ba đời, anh là ngã tám kiếp xui xẻo. Đừng tự coi thường bản thân. Trần Trản ngồi ngay ngắn. Sau khi ở bên nhau, anh đã từng nhận được cái gì? Ân Vinh Lan suy nghĩ một chút, chỉ vào cậu. Còn gì nữa? Suy nghĩ sâu sắc không thu hoạch được gì. Trần Trản thì lạnh nhạt nói. Lão đầu để lại tài sản cho em, anh cũng vậy. Đồng thời em nổi tiếng, vẫn còn sống trong biệt thự lớn như vậy. Sự thật là như vậy mà, không thể bác bỏ được. Cả thế giới đều không thể nghĩ đến chuyện đó. Ân Vinh Lan từ bỏ suy nghĩ, thừa dịp Trần Trản đi ra ban công, yên lặng mời trò chơi. Tùy tiện thao túng một hai, kẻ ác liền bị roi quất ra đường. Trước khi chết không quên cãi nhau với hắn một cái. Ân Vinh Lan đột nhiên tìm được niềm vui từ trò chơi này. Trần Trản từ lâu đã không còn mùi vị thô tục và hạnh phúc của cậu đến từ chính bản thân nhiều hơn. Bởi vì không thường xuyên xem Weibo, blog của trò chơi tạm thời giao cho nhà thiết kế xử lý. Hơn nữa, trong tay có nhiều bài viết cần cập nhật. Thời gian cơ bản đan xen giữa viết mã và viết nhánh trò chơi. Cho đến khi ngoài ý muốn nhìn thấy hóa đơn cuộc gọi của Ân Vinh Lan. Điện thoại di động đối với hai bên mà nói thường chỉ là nghe điện, không muốn nói đến tình dục. Cho nên lúc Trần Trản tắm rửa để Ân Vinh Lan giúp nghe điện thoại, hoặc điện thoại di động của người sau mất điện không thể sử dụng tin nhắn của mình để gửi tin nhắn là chuyện thường xảy ra. Khi nhìn thấy hàng ngàn hóa đơn, nụ cười trên khuôn mặt của Trần Trản trong nháy mắt không thể duy trì được. Trượt lên trên nữa, tất cả đều là tin nhắn nạp tiền và tiêu dùng thay thế. Hiển nhiên là dùng số tiền này để tiêu khiển trong trò chơi. Cậu thất thần đứng trước mặt Ân Vinh Lan. Em trăm cay nghìn đắng phát triển trò chơi kiếm tiền, kết quả còn không bằng tốc độ nạp tiền của anh. Ân Vinh Lan cố gắng chứng tỏ rằng số tiền anh kiếm được kém ra so với số tiền bên kia kiếm được từ trò chơi. Nhưng sau khi nhìn rõ biểu hiện của Trần Trản, anh đã khôn ngoan chọn cách im lặng và lắng nghe giáo huấn. Kỳ thật, Ân Vinh Lan quả thật vô tội, tiêu xài quá nhiều hoàn toàn bởi vì vận khí không tốt. Trò chơi vừa mới ra mắt các hoạt động, những người chơi khác dựa vào thu thập mảnh vỡ để có được skill, có thể mặc trang phục hoa khôi cho kẻ khác. Cậu nhận được vĩnh viễn chỉ là mảnh vụn lặp đi lặp lại. Đối với các hoạt động chia sẻ trò chơi, càng không có bạn bè nào có thể chia sẻ liên kết, giúp thu thập lượt thích. Trò chơi trở thành lối thoát duy nhất. Không bằng lần sau anh nạp tiền, em tới giúp anh rút. Từ quan điểm lợi ích, đề xuất đều vẹn toàn cho cả đôi bên. Trần Trản nhìn anh thật sâu, nhớ lại trò chơi lúc trước phát triển, đối phương kiếm được vô số vàng trong một kỹ năng huynh đệ. Loại vận khí nghịch thiên này cũng coi như làm cho người ta theo không kịp. Đau đớn gật đầu, nhìn cậu với đôi mắt trìu mến. Em vui vẻ là được rồi. Nói xong còn không quên sờ đầu muốn giết một cái. Ân Vinh Lan là ngoại lệ, ngoại trừ chuyện liên quan đến mình, thân là tác giả Trần Trản rất ít cảm xúc. Cho dù là gặp phải chuyện xấu ảnh hưởng đến tâm tình. Theo cậu thấy, cuộc sống tự nhiên một phương trình. Khi hạnh phúc tích tụ đến một mức độ nào đó, thì hạnh phúc lại sinh ra nỗi buồn. Ngay sau đó mới là khổ tận cam lai. Ví dụ như vừa vặn trò chơi đưa vào hoạt động, trên mạng lại đột nhiên xuất hiện một luồng phát ngôn chỉ trích Trần Trản mượn trò chơi kiếm tiền và phân loại tiểu thuyết viết trong quá khứ là một bộ truyện hô tục, cho thấy sự nổi lên của anh ta là bi kịch của thời đại Internet. Cuối cùng, không quên bịa ra một khoản thu nhập khủng khiếp, chất vấn cậu tại sao không muốn trả lại cho xã hội, ngược lại phát triển trò chơi để kiếm được lợi nhuận lặt vặt. Người đăng bài viết này cũng là một người nổi tiếng trên mạng, từng hút fan bằng những lời lẽ đánh thép. Ngay sau khi bài viết được xuất bản, có người chỉ trích cậu bắt cóc đạo đức, cũng có người ca tụng sự nổi tiếng của Trần Trản thực sự khó hiểu. Fan của Trần Trản phần lớn là fan hâm mộ và fan điêu khắc cát, sức chiến đấu ngược lại phi phàm. Trên mạng mắng một trận trời đất đen kịt. Có người còn liệt kê danh sách quyên góp trong quá khứ của Trần Trản đã là một số tiền rất lớn. Ân Vinh Lan, muốn gửi văn kiện luật sư không? Trần Trản liếc y một cái. Em đoán anh đã gửi rồi. Ân Vinh Lan cười cười, ánh mắt lại lặng như băng. Trần Trản không có bao nhiêu tâm tư phập phồng, chủ động dẫn chiến, mục đích không phải là phán đoán đúng sai, mà là hoàn toàn để lên bản đồ. Thủ đoạn tương tự hàng năm đều có người sử dụng, không tính là mới mẻ. Ngược lại, danh sách quyên góp kia làm cho cậu có chút kinh ngạc. Rất nhiều người mình cũng không nhớ rõ. Phan cư nhiên có thu âm, thật đúng là có tường trình tồn tại.
Từ trước đến nay, trèo thử luật sư mà không cần hồi đáp sẽ an toàn hơn. Trần Trản sau khi hoàn thành công việc hôm nay lại chủ động đăng một Weibo. Tôi còn có thể làm tốt hơn. Icon hoa hồng. Trong phòng riêng, một đám thiếu niên nâng chén. Đàm Thường Minh, Trees, nửa chén rượu vàng đỏ xuống bụng, trò chuyện về một số chủ đề chứng khoán. Người bên tay trái che miệng trộm vui. Công ty niêm yết là chuyện tốt. Anh có xem Weibo không? Trần Trản gần đây bận rộn đối phó với bạo lực mạng, tốc độ cập nhật chậm dần, cũng là chuyện tốt. Khắp chốn vui mừng, Đàm Thường Minh đột nhiên hắt hơi một cái, trong ánh mắt ghét bỏ của những người khác rút khăn giấy, sau đó lại hắt hơi một cái. Tôi có một loại dự cảm không tốt. Cầm miệng lại. Những người còn lại đồng loạt nói. Mấy phút tiếp theo, Đàm Thường Minh hắt hơi không ngừng, chóp mũi đều mơ hồ phiếm hồng. Lần này, ngay cả chính hắn cũng ý thức được có gì đó không đúng. Đáng tiếc trong lòng đối với Ân Vinh Lan ít nhiều có chút sợ hãi. Nếu không, hắn thật sự muốn đi thăm dò một chút, xem Trần Trản gần đây đang làm cái gì. Hiện thực là Ân Vinh Lan cũng không biết Trần Trản chuẩn bị làm cái gì. Dù sao cũng có thể dùng ý đồ xấu làm tổng kết. Giọng Trần Trản bình thản. Anh yêu. Ân Vinh Lan cả kinh đến run tay, tên ký nhầm. Cúi đầu nhíu mày nhìn một phong văn kiện bị thiêu hủy, chỉ có thể để trợ lý ngày mai in thêm một bản nữa. Ngẫm lại những gì Tiểu Triệu đã trải qua trong năm nay, đã đến lúc tăng lương cho cậu ta. Anh ở đây. Ngẩng đầu lên và mỉm cười. Ta có tài cán gì để cống hiến cho chủ công? Trần Trản bị xưng hô của anh chọc cười, rất nhanh khôi phục khuôn mặt bình tĩnh. Nghe nói gần đây anh muốn gửi đồ ở buổi đấu giá từ thiện. Ân Vinh Lan gật đầu. Trần Trản, chuẩn bị bán cái gì? Ân Vinh Lan, không có gì bất ngờ, là một bức tranh. Nói xong đi đến thư phòng lấy một bức tranh bày ra. Những con ngựa đang phí nút đại rất có khí thế. Sau khi thưởng thức xong, Trần Trản mở ngăn kéo ra, hai tay cầm một cái hộp gỗ nhỏ, khom lưng trình bày trước mặt anh. Động tác của Ân Vinh Lan hơi chậm lại, mở ra là một xấp sách nhỏ chỉnh tề. Đây là quà tặng. Trần Trản, bất cứ ai chụp tranh của anh, bạn Hảo có thể tặng miễn phí, xem như em dốc hết sức. Ân Vinh Lan đại khái hiểu được cậu muốn làm cái gì. Trần Trản, đây là mấy quyển mà em sàng lọc ra. Số lượng tác phẩm có hạn, đều là những câu chuyện được lựa chọn kỹ lưỡng. Có những tác phẩm chưa viết được đã chuyên môn chỉnh lý thành sách để chuẩn bị cho những lúc cần thiết. Ân Vinh Lan tùy tiện lấy ra một quyển lật xem, lông mày dương lên. Em bị tung ra tin đồn trước khi tặng tranh sao? Trần Trản gật gật đầu. Khuyến khích thanh niên tham gia đấu giá, nói không chừng mang về nhà là lịch sử đen tối của chính họ. Ba chấm. Trần Trản, đây đều là bị ảnh hưởng bởi bài đăng của blogger kia. Hắn nói rất đúng, em còn phải làm nhiều hơn. Nói đến đây nhìn Ân Vinh Lan một cái. Đúng rồi, nhớ tuyên truyền nguyên nhân nhiều một chút. Nó là cần thiết cho một công cụ để kéo hận thù. Ân Vinh Lan cười nói. Vậy chắc chắn bọn họ sẽ đem khoản nợ này ghi vào người khác. Trần Trản đưa ra ví dụ. Anh muốn đi báo thù, em chế tạo cho anh một thanh đao. Địch nhân quá cường hãn, anh báo thù thất bại, ngược lại sẽ oán hận em cho anh đao không đủ sắc bén. Ân Vinh Lan buồn cười. Không logic tí nào. Trần Trản không cho là đúng. Bắt nạt kẻ yếu và giận chó đánh mèo là bản năng của con người. Người trong dưới cố kỵ Ân Vinh Lan không dám làm gì cậu, nhưng đối mặt với sự tồn tại của việc cắn xé xung quanh để dành sự chú ý thì không nhất định là như vậy. Về điểm này, Trần Trản thấy rất rõ ràng. Chú ý của cậu từ trước đến nay luôn nhiều. Ân Vinh Lan không nói thêm nữa, rất nhanh để cho người ta công bố tin vui này cho công chúng. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hãy đăng ký kênh để ủng hộ mình và nghe thêm nhiều chuyện hơn nữa nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.